xin hiệp bạn chở sắp diễn ra là kèo chế như sau. Và đây là sự có mặt của Khang Messi Châu Đốc với Duyên Châu Đốc. Bên kia là Duy và Thép, Dòng Riền, Kiên Giang. Đánh như nào, đánh trước phía sau bạn. Nhưng mà đó có thể là Duy đội. Sẽ bắt đầu điểm không không. Bên kia Thép kia cho Duy đội. Bên đây là Khang Messi kia cho Duy đốc đội. Bên đây Duyên bỏ ngực và bỏ giò các bạn. Bốn không một lượt. Điểm chưa đốc một. Pha đá bóng quá đẹp với Duyên Châu Đốc. Điểm Châu Đốc 2-1. Điểm số Châu Đốc 3-1. Nhà này giấu ơi, bà mới ra đó hả? Phải không? Săn đất đây luôn, chung đi luôn phải không? Hả? Thì hãy có kênh YouTube này là người ta biết rồi. Nhưng mà thường cái sân đánh cũng khoảng lâu lâu mới đây nó mới tái lại. Cái sân này có thể nó quánh được vài năm bảy tuần nữa nè. Ừ. Dù đi đâu lâu lâu có nói chuyện khác, mình làm kèo trở lại. Mà có YouTube đó thì, có YouTube thì người ta dễ biết kèo hơn. Người ta hỏi mình ở đâu, dù nhắn tin qua nè, nhắn tin qua Facebook á, ta hỏi mình đâu đâu là mình không biết. Nhìn nó hỏi cũng có nửa tháng này. Nửa tháng. Bóng tốt. Giờ điểm này chắc điểm ba điều quá, nói chuyện quên điểm rồi. Chín cây. Đây nè. Bóng tốt, điểm cho Châu Đốc 4-3. Dù bình thường ngày kiếm 200-300 được. Có kiểu hẹn được. Bốn không một lứa, đến Dòng Riền 4-4. Điểm cho Châu Đốc 5-4, hai bên đổi sân. Mấy điểm
Bóng tốt điểm cho đốc 6-1. Cầm gì cái quen không? Quen nè. Không muốn tài nãy thấy cầm hoài luôn á. Không cần điểm tựa. Sao không cây lấy cái ghim bộ? Lấy cái ghim mà nếu cái cây bóng tới chắc không kịp đúng không? Cái cây kia, cái cây bằng sắt khiên nặng lắm, có cây bằng sắt nữa. Cây bằng sắt bữa đi Cần Thơ quay đó. Còn nếu mà cái cây mà bằng mua bằng mũ 200 ngàn nè, trúng bóng là gãy gì gãy là tốn mấy trăm ngàn, và có khi trúng điện thoại mình né không kịp nữa. Cây gì cũng chịu không nổi vậy. Cái cây sắt mà khi là bị nó bị còn bị hở mó hàng đó. Điểm cho viên cho đốc. Bóng ngoài. Chính nha. Điểm cuối gì cho đó. Điểm cho dòng ghiền 59. Kết thúc và trận đấu chiến thắng được dòng ghiền. Xin thưa bạn, trận đấu sắp diễn ra là kèo kỳ đội. Bên đây Di kia cho thép đội, ở bên kia Messi kia chân cho đốc đội. Cho đốc đang chín năm rồi. Vòng cống. Không biết là vòng cống nữa trời, cái vòng cống nổi tiếng là miền Nam không biết nữa. Đồng Tháp thôi chứ. Bên bờ Đồng Tháp. Đang 8 năm rồi á. Đây là chạy cờ đỏ chạy Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh chạy ra 10 cây số rồi tới vòng cống rồi. Điểm cho đốc 1-0. Nhà gần đây không? Nhà có dòng viện. Ờ, dòng viện. Ở xã nào? Thành Phước hả? Thành Bình, ở Thành Bình. Ở chợ mình chạy vô cái ba cây vậy. Ở chợ dòng viện hả? Dạ. Chạy vô đâu nữa? Chạy vô xã chút xíu rồi ba cây. Là chạy tới nữa hả? Chạy lên Kinh Năm ấy. Chạy lên Kinh Năm, tức là chạy ra ngoài đường quốc lộ hay chạy đi tới xuống rồi qua ngoài mấy biển? Dạ, từ dòng viện chạy thẳng lên ra Kinh Năm là đi trên đường đó. Ờ. Thành Phước là còn trong này, trên này. Tại giờ đây thường đi dòng viện Thành Phước không à? Là đi cờ đỏ Thành Phước nó gần hơn đi vòng ở ngoài chạy vô. Dạ đúng. Điểm thép 1-3. Hòa chém bóng cánh gà quá đẹp của thép. Đẳng cấp vẫn còn mãi mãi. Điểm cho thép 2-3. Chèn dù gần né nép, có đập vô chèn cái dù luôn cho nó mát. 2. Ba điểm cho thép. Rồi sao học đàn tới đâu rồi, đàn được điểm được bài hoài nào chưa? Con hết học. Cho nó có đồng năm rồi. Không có học được á.
Con guitar thì con đàn được. Đây chân khó lắm. Dạ đúng rồi. Phải có cái năng khiếu trời phú, phải có cảm âm mới được. Chứ nếu không mình nghe cái nốt đó mình chẳng biết đón nó nào lên xuống thôi khó. Mấy video này chưa chắc gì đăng được, tại vì nếu mà rảnh thì cắt tiếng chữ thề mới đăng được, nhưng mà đâu có rảnh đâu cắt, phải nghe hết chơi các chữ thề, bây giờ đăng lên hệ đâu có cho. Mà chữ thề liên tục luôn á. Nãy ngồi bên kia đông người chữ thề không có qua đây giăng nắng nè. Tiếp tục đăng điểm số cho thép 4-3. Hình như các bạn Zalo tên gì quên rồi nè. Dạ, tên Tùng. À, bây giờ tên Tùng phải không? Dạ. Hôm trước học cũng cỡ cả năm mà. Mà thấy nó không có năng khiếu. Thôi nghỉ. Tại cũng mê cũng mua gì cũng chơi. Tại vì lúc học guitar bên thầy kia ổng cũng có dạy bên đó, mà từ lúc dịch tới giờ thầy ngưng dạy rồi con cũng học được. Chứ lại tự học nó khó lắm cái đó. Guitar mình tự học dễ còn cái đó. Để chắc 4 điểm là vậy, chắc điểm 4 điều quá. Kiểm cho giám đốc 5-4, hai bên đổi sân. Nãy giờ vô kiếm được quá nào chưa hay là chỉ coi thôi? Nó là nợ. Sẽ tiếp tục đổi hai bên đổi sang điểm cho viên giám đốc 5-4. Bốn không qua lưới, điểm cho thép 5 đều. Điểm cho giám đốc 6-5. Điểm cho giám đốc 7-5. Bốn không lớn 6-7. Và đội bóng quá đẹp, quá kỹ thuật của gì 8-6 trên giờ đó. Tiếp tục là điểm số giám đốc 9-6. Viên bóng lỗi điểm cho phép
79. Bóng ngoài. Kết thúc trận đấu Dinh Châu Đốc và là tiếp tục là giành chiến thắng. Tiếng con Trang không quay cái mặt vô lấy hình làm kỷ niệm đi. Kèo kia đội, bên kia Khang Messi, kia Trinh Châu Đốc đội, bên đây Duy kia cho Thép Dòng Ghiền đội. Thép nở cờ đỏ các bạn, nhưng mà thường gọi là Thép Dòng Ghiền không à, tại đánh bóng chuyền chung với phe của Dòng Ghiền, Bảo Dòng Ghiền và Hiếu Dòng Ghiền, cho nên thường kêu Thép Dòng Ghiền. Điểm một đều. Bên này Thép bỏ ngực, còn bên kia thì Duyên bỏ giò. Gia lợi các bạn ơi, điểm một đều. Bóng tốt. Điểm thép 2-1. Cao lên chút, bây giờ nó chấm vô cái bóng ngoài. Bóng ngoài. Điểm thép 3-1. Bóng ngoài. Bóng tốt. Nghe điểm này. Điểm 3-2. 4-2 hả? Điểm thép 4-2. Bóng ngoài, điểm cho Châu Đốc 3-4. Điểm cho Châu Đốc 4 đều.
chính cho đốc 54 bên đổi xăng. Điểm chiên giao đốc 64. Này bị đào rồi, nước cục dịch được rồi. Điểm cho thép 56. Điểm cho châu đốc 75. Tiếp tục lên điểm số 85. Điểm từ đó 95, điểm cuối. Bóng tốt, kết thúc trận đấu, Gia Đốc còn tiếp tục chiến thắng được